Linh Sam nha bạn. Đây một cây. Mấy cái này hoành khoảng mười mấy, 7-18 một cây. Dòng này dòng đao đếm nha. Hai cây. Ai muốn cắt cao để cao. Ở đây cây thứ ba. Ba cây. Một cái mồi vuông. Ba cây 350.000 bao ship nha bạn. Cắt cao khoảng, nói chung khoảng 50-60 trở lại á. Chứ cao quá thì ship nó hơi cao. Nhiều quá thì ship nó này. Ba cây. Đây một cây. Đây một cây. Đây một cây, ba cây. 350.000 bao ship. Giá rẻ. Mình xem đào đếm nha bạn. Mấy cái này về lấy giống chơi, cắt lùng lùng xuống chơi giải trí cũng được. Mấy cái này cắt phơm cây bài cũng được nè. Nuôi mấy cây lùng lùng nhỏ nhỏ chơi giải trí. Tính ra có 100.000 cây bạn, trừ thì ship 50 ra cây khoảng 100.000. Cái này chơi giải trí được. Bao sống luôn. Dễ sống lắm, mình trồng trong cái xe sẵn rồi nè. Bứng lên cho gửi đi. Cắt phôi.